cái trôi cái cha là nhiều nha cô chú anh chị, giống như cái hồ bữa trước em có quay á, trôi cái cha nhiều nhất, mà cái trôi hồ này to quá, khủng quá, khủng bố luôn. Trung bình con 3 kg 4 kg. Mấy cái trôi đen khổng lồ của chúng gì quá hốc ơi. Có mấy mẻ đen to nha cô chú chị, mấy mẻ đen to hơn cái ao của trước. Con cá này nó bay lên bờ, nó bay lên xuồng khủng bố luôn. Đây cái rổ cá mè đen nha cô chú chị, mè đen. Cái trôi còn to không nè cô chú chị, trôi khổng lồ không. Mười con là 15 con là giác cái bệnh luôn. Nó bự bắt mới đã này cô chú gì, bự còn bắt sướng tay. Cái mấy hồ to cá to
Cá to vậy đó hoài. Cái gì mày đó thôi, mày dục chạy cái đó thừa ta mày. Ủ quá. Mắc 3 kg. Cái đó là tập phân tâm. Hôm qua qua cái đợt này mày cho tao đăng ký cái bài đi mày. Điều đâu kia lặn ngoài đó luôn. Chà, thấy mười bắt không vui chú gì. Bắt quen tay mới được nha. Chúng quen tay là hốt, là một tay chỉ được một con thôi. Quen tay nhiều khi là bắt một phát là hai tay chùm lại bốn con luôn. Rồi cái này còn mấy con nữa cô chú chị. Em cũng kết thúc video tập này nha cô chú chị.